Tối ngày 29 tháng 4 tại sân khấu chính bên bờ sông Hàn, lễ tổng duyệt cho đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018 với chủ đề Nhịp cầu tình yêu đã diễn ra vô cùng sôi động và hoành tráng. Trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, các ca sĩ hàng đầu Việt Nam cùng hàng trăm nghệ sĩ từ nhà hát Trưng Vương, đội thi Flash Mob Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và các đoàn nghệ thuật khắp ba miền đất nước cùng các nghệ sĩ nước ngoài đã diễn tập trình diễn sôi nổi, hết mình, hệt như đang sống trong không khí đêm khai mạc 30 tháng 4. Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu cho chủ đề Nhịp cầu tình yêu của đêm khai mạc, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cùng 40 nghệ sĩ Ukraine. Với điểm nhấn là sân khấu hoành tráng, quy mô, nhiều công nghệ hiện đại được thiết kế dành riêng cho lễ hội pháo hoa 2018. Kết hợp với hiệu ứng ánh sáng độc đáo từ đèn LED sân khấu và khách sạn Novotel, màn trình diễn nhạc nước ấn tượng và các tiết mục biểu diễn của dàn ca sĩ, nghệ sĩ hứa hẹn một đêm khai mạc lễ hội pháo hoa 2018 với chủ đề Nhịp cầu tình yêu hấp dẫn và lôi cuốn đến những giây phút cuối cùng.